má tấn công nhảy ghê quá. Nhảy ghê quá, nhảy ghê quá. B B B B B. B là cái gì vậy? Không hiểu B là cái gì ta? Tức là con B là bình thường là để nói đúng không? Quay 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 đừng có bu, đừng có bu. Cái con này con gì vậy trời? Kiểu phản diện mà cũng dễ thương nữa. Quay 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 lộn 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 fan ơi, lộn fan lộn fan lộn fan ơi. Không thân nha, không thân ơi, không thân đừng bu, không thân đừng bu, please. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game. Và tựa game này là một trong những tựa game được đề cử là bản game một trong những tựa game được đề cử trong năm 2012 là Game of the Year. Tựa game tên là Stray. Nói chung là tựa game này rất hơi tục nha. Tại vì nó nói về con mèo đó đó, con mèo đó, con mèo mới quay ngược qua, nó quay nhìn mình đó. Tựa game này thì nó nói về con mèo. Tôi cũng thật sự tới với anh em mà tôi cũng chưa coi được cái nội dung trên mạng như là cái gì nữa. Tôi chỉ coi trailer và thấy nhiều người chơi thôi, thì giờ tôi chơi thôi. Và thêm một điều đặc biệt ở tập game này cũng như là các tập game tiếp theo luôn là đây là tựa game đầu tiên mà tôi chơi bằng tay cầm. Dạ, đó giờ thật sự tôi chưa bao giờ đụng vô tay cầm luôn á. Nếu như mà nói về chơi á, chơi mà chơi kiểu lâu dài hoặc là trải nghiệm hoàn thành một cái game luôn á mà dùng tay cầm thì chưa bao giờ. Cái lần cuối cùng mà tôi dùng tay cầm chắc là vào năm 2016 hay 2017 gì ấy. Lúc đó tôi đã có tham gia một cái hội nghị PlayStation. Tức là cũng cần 5-6 năm trước rồi đấy. 5-6 năm trước rồi. Tham gia cái hội nghị PlayStation và người ta cho tôi test game thôi. Mà tôi chơi hơi ngu tại vì tôi không biết cách dùng tay cầm. Còn bây giờ là dùng tay cầm thì tay cầm trên Windows thôi. Chứ không phải là tôi đang chơi trên PS, tôi đang chơi trên Windows. Trên PC ấy. Nói chung là anh em thế mà tôi chơi hơi ngu đừng có chửi tôi nha. Tại vì thật sự tôi cũng chả biết chơi dùng tay cầm nhiều đâu. Nếu mà từ game tôi chơi quen được tay cầm ấy thì chắc là maybe sẽ chơi God of War là các game như là Dark Souls and Elden Ring bằng tay cầm thử như thế nào. Ok, let's go. Bây giờ bấm gì đây? A là select, B là win đúng không? A là nút dưới, B là bên phải, X là bên trái, Y là trên. A, B, X, Y, A, B, X, Y, Y ở trên, X bên trái, B bên phải, A dưới. Ok, let's go. Khoan khoan để setting đã. Này gameplay thôi. Khoan, có language không? Có language tiếng Việt không? Không có tiếng Việt. Không có tiếng Việt. Tôi hơi ảo ma rồi, làm thế có tiếng Việt được. Nhưng mà có game scroll có tiếng Việt nên là cũng hơi ảo. Ok. Làm sao để qua trang kia cái gì? Left B, L, B, R, B là cái gì? À, nút dưới. Ok, hiểu rồi, nút dưới. Graphic, đúng rồi, tôi cần graphic cơ. Thứ tôi cần là graphic. Ok, 144Hz chứ, what the fuck bro? Nó chỉ cho mình chơi có 60Hz à. Vsync luôn chứ. Chọn sao? Chọn A đúng không? À, đây bật Vsync mà. Ê, từ từ tôi. Motion blur hả? Mình đâu có muốn chọn motion blur đâu. Tắt motion blur luôn, tôi ghét motion blur lắm, nó ngu thế nào ấy. 2 hết rồi. Tất cả là 2 rồi. Nhưng mà mới sử dụng được có 3% sức mạnh của con cạc thôi à. Ý là tại sao mà sẽ thấp vậy ta? Khoan từ từ. Khoan từ từ nha. Tôi có bấm sai gì không? Ok. Tắt motion blur. Ok. Yes. Hãy cường vào game đi, ok let's go. Nói chung là lần đầu tiên chơi bằng tay cầm nên cũng không biết sao nữa. Không biết chơi được không hay là chơi ngu đây. Nói chung là đồ họa, mình nghĩ kiểu game này game indie hay sao ta, mình không biết gọi không biết thể loại game này game gì nữa. Không biết có phải gọi là game indie không. A ở dưới, Y ở trên. B bên phải, X bên trái. Ok, cái này thế giới mèo à. Thế giới mèo anh em ơi. Cái này khu vực này là trong cống nè.
hoặc là trong cái hầm dẫn ống nước, đường dẫn ống nước gì trong thành phố thôi. Đó, mèo chúa nó đứng dậy. Mèo à, là mình vô game rồi hả? À là mình vô game rồi hả? Ok. Để xem thế nào coi. Ồ, oh, máy dùng tay cầm sướng nha. Dựa ghế ngửa ra xong rồi chơi thôi. Di chuyển đây, di chuyển đây. Chúng tôi không kiểu kiểu tôi cũng hơi đang lú về cái game này ấy. Kiểu không 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 phải là lú về cái game mà là không biết cách điều cách cái sử dụng không sử dụng thành thạo cái tay cầm. Bây giờ dùng chuột là nhiều. Này bắn cho y ra cái gì đây? Má mẹ quậy thì chứ. Cái gì vậy trời? À đang đùa với nhau à. Ôi game thật vậy. Ôi ôi ôi, tôi làm mấy cái này giống y thật luôn ấy. Wow. Đùi với con này sao? Đánh lộn, đánh lộn, đánh lộn, đánh lộn mấy. À vẫn giỡn, giỡn thôi, giỡn thôi. Nó dễ thương quá à. Nói chung tôi thích nuôi nuôi động vật, nuôi chó, nuôi mèo lắm. Nhưng mà nghĩ lại trong nhà ai dọn cứt thì thôi. Mẹ đi ỉa tôi còn lười ỉa nữa chứ đừng nói là đi dọn cứt mèo. Thật chứ bộ. Mỗi lần đi ỉa tôi còn lười đi ỉa nữa chứ đừng nói bắt tôi về dọn cứt mèo. Đúng là dễ thương thiệt. Dễ thương khi mà người khác nuôi thôi. Ồ, oh, tụi nó lên đây hả? Chua lên đây. Ủa game gì chỉ vậy thôi hả? Ồ oh. Gì friend? Gì mới vô game gì hết game hết màn nhanh vậy? Chắc là kiểu đang cho mình kiểu trải nghiệm game thôi đúng không? Bây giờ mới vào này. À... cần quá, nhìn cần quá. Nhìn cưng thật sự ấy. Bình yên vãi. Ủa mà sao tôi cảm giác nó không được đẹp nhờ? Sao tôi cứ không biết nó cứ có cảm giác nó không được đẹp ấy. Đi thôi, được rồi, đi thôi anh em ơi, đi thôi anh em ơi. Được rồi, đi thôi. À... hết mưa, hết mưa. Ooh. Inside the wall. Bên trong bức tường à. Nó dùng ngôn ngữ mẹ gì vậy? Đẹp quá. Trời mất. Trời thanh bình quá. Thanh bình thật sự ấy. Nhìn game đúng kiểu thanh bình luôn à, khi, đúng game kiểu khi hoàng thượng là chơi game mà. Ok. Game bình yên nhờ. Game bình yên thật chứ bộ. Không biết, tôi vẫn chưa biết game này thể loại gì đây. Thế giới mở mà nội dung nó chính là gì. Này mình vẫn đang trên đường cống. Vẫn trên đường ống cống. Ồ. Ồ. Ồ, con mèo mình này, mèo con mèo yêu dấu mình này. Hả, à, mèo đen, mèo đen. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, di chuyển, di chuyển, di chuyển. Này là gì? Zoom vô hả? Chuột phải là gì? Nói lộn. Nút nút trái là zoom nè, nút trái dưới là zoom nè. Nút trái phải không có gì. Không có gì hết. Không có gì hết. Đi giờ đi đâu đây? B để kêu mèo. B để kêu mèo. À, B là để kêu tụi đi chung mà theo mình đó hả? Ồ. Oh. À, nhảy là A. U, máy cử động thật như thật luôn. Anh em. Ủa chứ có một mình sao có một mình đi vậy? Hai con kia không đi theo mình hả? Ok, đẹp quá à. Má đúng là lần đầu cầm chơi tay cầm sướng thiệt. Má cứ dựa ngửa ra mà chơi thôi. Bấm A đúng không? Hay quá, nói chung là mình đang đi khám phá hả? Y là cái gì đây? RT hả? RT ở dưới. À, bấm 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 liên tục, bấm liên tục. Nó cào cái gì vậy?
Là sao, là sao, là sao? Gì friend gì vậy thôi hả? Má chán đời thiệt á. Ồ, nhảy cao nha, nhảy cao phết nha. Hay là uống nước. Ủa vậy cuối cùng game là game mô phỏng hay có nhiệm vụ gì không? Sao chơi kiểu nó vô chi nha. Thì chơi game như kiểu vô chi ấy. Dễ thương quá à. Anh em, anh em đi theo tôi. Không có cách nào đi làm đi nhanh hả? À bấm nhanh. Đè đi nhanh nè. Đè đi nhanh. Ok. Tại kiểu tôi không lần đầu tiên chơi game mấy game kiểu này ấy. Cái gì? A bấm A. Rồi đi đi đẩy anh em ơi. Ồ nhìn cái mông kìa. Cử động thật quá. Má thật luôn ấy. Cử động đẹp quá. Bấm A bấm A. Ok. Khi hoàng thượng chơi game luôn ấy chứ. Ủa nó mới leo đâu vậy? À không không. À nó không tự nhảy cho mình phải bấm nút nó nhảy. Ok. Nói chung mà tôi không biết kiểu lần đầu tiên chơi mấy cái game này ấy cho nên là cũng hơi bỡ ngỡ. Dùng tay cầm chứ lộn nên cũng hơi bỡ ngỡ trong việc sử dụng. Ok. Không nhưng mà chuyển động mượt nha. Tôi đánh giá game chuyển động mấy con mèo nó mượt phải. Nó kiểu không phải cho vui ấy. Mà tôi cho tôi chơi tay cầm hơi ngu thôi. Ồ nhảy lên đây được luôn nè. Đi. Xịn 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 friend à, xịn xịn nha, xịn nha. Ồ. Mình vẫn ở bên trong cái bức tường này làm cái gì vậy? Hô A làm cái gì? Hô A để nhảy xa hả? Ồ. À không, hô A để nhảy liên tục. Ok. Chắc là cái này cũng chỉ mới là khởi động thôi. Nhảy nè. Ok, nhảy đây được không? Không cho nhảy, không cho nhảy. Ờ má đường mỏng cái gì mà nhảy gì? Đẹp nhờ. Nói chung game giải trí phết. Không có quá xô bồ kiểu Call of Duty. Nhưng mà bình yên vãi. Hình như khoan từ từ đợi tôi xíu tôi kiểm tra. Ủa không dùng được hả? Không thoát game được hả? Option không có chữ option đâu. Ồ, game đẹp quá. Núp được xuống nè. Chui lọt chứ. Mấy chị mèo gì chứ, mấy chị mèo mấy anh hoàng thượng này thì đường mỏng cái nào cũng đi được hết. Ồ. Cái gì? LT. Hô trái. Để nhắm xuống hả? Tôi vẫn chưa hiểu. Nhảy xuống. Ồ. Hay quá. Tới nơi, tới vị trí rồi, tới vị trí rồi. 60 FPS nhìn chán quá à. Game muốn cho tăng FPS lên ha. 60 HZ chứ lộn. Ê. Quy. Rồi. Mèo con liệm rồi. Mèo con. Rồi nhìn cho bất lực luôn. Nhìn cho bất lực luôn, nhìn gì? Trời. Trời ơi, nhỏ liệm rồi hả? Rồi, thằng nhỏ liệm rồi. Má thiệt chứ. Liệm rồi. Giờ chính thức là xuống ống cống rồi nè. Hồi nãy giờ ở trên cái đường ống cống thôi. Giờ chính thức xuống ống cống rồi. Ơi gãy chân rồi. Gãy chân rồi. Không chạy nhanh được luôn. Rồi liệm rồi. Đau quá. Này bãi rác rồi, nhỏ ngủ luôn rồi, nhỏ liệm rồi. Đáng thương thiệt luôn ấy. Ừ.
Game này tôi coi trên trailer thì lại không thấy có con người nha, chỉ thấy có robot thôi. Gì đây? Cái gì? Tôi cũng bắt con bò gì vậy? Hay quá à. Game lại mới vô thấy hơi chiều rồi đó. Mà khúc này hơi tăm tối. Tội nghiệp bé mèo, bé mèo, bé mèo, bé bé. Ôi, bé mèo tội nghiệp gãy chân rồi. Bình phục rồi, bình phục, bình phục rồi. Hình như có đi cày nhắc nha. Hình như chưa bình phục hẳn đâu. Chưa chưa ơi, chạy chạy được rồi này. Đấy, lao được rồi này. Đi qua đây, đi qua đây. Giờ bình phục, bình phục, bình phục rồi. Ồ, dưới cái. Ủa là sao? Bên trên bức tường đó, còn trong ống cống này lại. Ủa cái này là bầu trời đúng không? Không, phải bầu trời đâu, bầu trời gì mà thành phố chết. Shit. Ồ, này phải bầu trời đó này, cái đó là bức tường hay là cái nóc nhà ấy, tại vì có mấy cái đèn sắp xếp theo thứ tự kìa. Trời đẹp quá. Vô nhà được không? Không vô nhà được hả? Nói chung chơi game này từ 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 thôi, để sẵn để tôi luyện cách chơi tay cầm luôn. Nhảy qua được không? Nhảy qua lên, nhảy lên. Đúng rồi. Ủa có camera hoạt động này. Vậy là có người hả? Đúng, nó đi theo mình luôn. Được phết nha. Khoan để coi nhảy qua bên kia được không? Không được. Nhảy xuống. Ô, camera đi theo mình luôn kìa. Trời ơi. Này ở Nhật Bản nè. Game Nhật Bản. Ủa con gì, con gì, con gì vậy? Con gì vậy? Con gì vậy, con gì vậy? Con gì mới đi ngang qua ấy. Nó trốn ở đây rồi, chắc lại chui vô đây rồi. Robot, robot này. Game hay quá, game hay quá. Tính ra tôi cảm giác chơi tay cầm nó vui hơn hay sao anh em à. Kiểu nó chill hơn. Camera thì đi theo mình. Camera thì nhìn theo mình đi đâu nó đi theo đó. Đúng rồi. Camera này, camera auto hay sao ấy, cứ có chuyển động là di chuyển à. Ok. Thành phố chết. Thành phố này nó trong đâu ấy. Nhảy qua. Nhảy qua đây. Đúng rồi, qua đây. Nhảy qua đây chứ, nhầm. Nhảy qua. Hả? Nhảy đây được không? Không được, không được, nhảy đây không được. Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Nhảy lại, nhảy lại, nhảy qua đây. Đúng rồi. Maybe lên đây, chuẩn luôn. Má chuyển động mượt quá à. Tụi mấy game làm hay vậy? Không phải. Chuyển động mượt thì không nói, ý tôi nói đây là kiểu kiểu cái con mèo á, từng cử chỉ của nó như thật vậy á. Ồ, bé mèo mắt, bé mèo hơi bự nha. Ok. Không, game này hay, game hay, game hay. Đánh giá game này vui. Game này hay chứ bộ. Chuẩn luôn, cứ có lỗi đi thôi. Nói chung, mấy cái địa điểm này mình phải tự tìm anh em mà, chứ nó không có chỉ mình đâu. Cái gì đây? Y là cái gì? Cái gì vậy? Tiện ăn cái cục này chi? Khoan. Nhiệm vụ nó cho mình ăn thì chắc chắn phải có cái gì đó. Chứ bình thường mấy cái kia mình đâu có lợi mình đâu, thấy không? Thôi cứ cứ ngậm đi, nó không cần sao? Đi là hướng nào nhỉ? Từ từ, chưa hiểu vấn đề. Maybe nhảy đến đây. Đúng luôn. Tiếp. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đúng đồ phất, trời lại chui vô đây trời. Không được, không được, chui vô đó thì chết đấy. Chui vô đó thì chết đấy. Ồ, tất cả. Để coi coi. Đồ, má bụng nó thở luôn kìa. Em làm thật quá. À,
B là kêu. Không cho vô. Nó tự cho không cho vô luôn, nhưng mà ở đây chỉ có mỗi cái đường này thôi. Thử dụng này coi. Nó cho mình cái này chắc. Để coi mình quăng xuống đây thì nó có kẹt không ta. Má. Đồ. À, game này game giải đố rồi. Đủ may là hồi nãy tôi có mang cái cục này lên ấy chứ, không tốn thời gian quay xuống dưới kia rồi. Ờ, à, vậy là game giải đố rồi. Mẹ, tôi ghét nhất chơi game giải đố ấy. Tại vì chơi game nhức đầu, suy nghĩ nhức đầu mệt. Ok, vậy ý là bây giờ cái gì có thể cầm được thì cứ cầm đi. Không phải tự nhiên mọi thứ trong này là có ý nghĩa đó. Đó, nó kêu mình cầm đi. Ủa là sao? Đẩy cái này làm cái gì? Là sao nhờ? Nút A là ở dưới mà quên. Tiện đẩy cái này xuống chi? Mè bị ngứa chân à? Hình như kiểu tăng pha. Ờ, mấy con mè nó cũng hay khùng khùng đi, nó thích làm cho mọi thứ rớt vậy nè. Không, cứ làm rớt đi. Để rớt xuống đó, đẩy bay bấy bá sâu luôn rồi. Ok. Nhảy đâu đây? Ồ. Mấy cái gai này là mấy gai chống cho mèo chạy lên ấy. Ok. Ủa, không cho di chuyển góc nhìn nữa. Không cho di chuyển góc nhìn nữa anh em à. Ê. Tiếp em ơi. Nó cho bây giờ nó chơi. Nà ní friend. Nhảy xuống lại. Ok. Không cho sử dụng góc nhìn nữa rồi. Nhảy xuống này à. Game mô tả. Hay quá à. Cái gì vậy? À, ngứa chân. À, hiểu rồi. À, nó, game hay nha. Game mô tả đúng chắc con mèo luôn. Kiểu ngứa chân xong cào vậy này. Được phải à, vậy là cái gốc cây hồi nãy cũng vậy, cũng là chỉ là ngứa chân thôi. Ok, hiểu. Nói chung là được 10 điểm. Chuyển động mấy cái màn thật quá nha. Cái gì đây? À, cái hồ chơi hứng nước mưa ấy mà. Hay quá. Nói chung game bình yên nha. Đi hướng này. Nói chung là mình đang trong cuộc hành trình đi một cách vô định luôn. Không có gì hết. Ủa, cái gì? À, nhảy qua đây. Ok, nói chung là game cũng không giải đố gì quá khó. Nói chung cũng dễ. Game kiểu thư giãn, nói hàng gì. Ui, cái con gì kia, con bỏ hả? Con rận hả? Thấy không? Không phải nơi, đi đường này đừng cục rồi, nhảy lên đây chi. Nói chung game hay nha. À, trời, team làm ra cái game này cũng suy nghĩ về mấy cái cách cử động của con mèo chân thật vãi. Làm thiết kế đẹp ha. Đẹp mấy cái cách cử động ấy. Này, nó có mấy con gì thế này. Robot. What the fuck man, đúng không? Thành phố này không có người hả, chứ có robot hả? Tò mò đập cái nhỏ xỉu luôn. Có chuyện gì thế nhờ? Ok, đi di chuyển. Nói chung là mình đang nhập vai một con mèo, đang khám phá thế giới, cũng chả biết cái gì ở đây nữa. Chắc chắn là nhảy lên đây rồi. Nhảy lên đây. Phía sau căn nhà này lại có cái đường nhỏ nữa. Nhảy lên lại được không? Nhảy lại được đó nha. Tức là mình có thể quay ngược lại. Kìa mấy cái con gì ấy. Mấy cái đó con gì ấy ta? Game chill quá à. Hả? Game chill thật sự ấy.
Rồi rồi, bé mèo rén rồi, bé mèo rén rồi. Ủa, nó đuổi mình theo mình luôn hả? Hô 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 hô, để chạy, hô để chạy. Chết mẹ rồi, lú rồi, lú rồi, lú rồi, lú rồi. Thành phố đẹp quá, lú rồi, bé mèo ơi, chạy bé mèo ơi. Chạy 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 chạy. Nhảy qua, không nhảy được hả? Mấy con này tấn công, mấy con này con gì vậy? Thành phố gì đâu mà toàn robot, lại mấy cái con gì vậy không vậy? Người đâu? Có người ở đây là đủ má bé mèo được cưng rồi. Má tấn công nhảy ghê quá. Nhảy ghê quá. B. B là gì vậy? Không hiểu B là gì ta? Tức là con B là bình thường là để nói đúng không? Quay, đừng có bu. Cái con này con gì vậy trời? Kiểu phản diện mà cũng dễ thương nữa. Quay, lộn phê nơi, lộn phê nơi. Không thân nha, không thân đừng bu, please. Không thân đừng bu tôi, trời tôi chỉ là một chú mèo đơn giản thôi. Ok, an toàn. Ngửa, ô trời cưng quá à. Trời ơi, đáng yêu ghê chưa. Follow me. Bấm B để kêu hả? Cái gì là sao, Cứ mỗi lần kêu là ê, trên này có hiển thị con mèo nữa kìa. Đi hướng này đúng không? Đi hướng này. Ô, má nhìn mì ra men thèm quá. Chắc tôi chơi xong này chắc tôi đi tập rồi tôi đi rồi tôi ăn nữa, tôi đi tập gym nữa. Phải healthy chứ. Ấy trời. Sao tự nhiên làm hư đồ ta, mèo hư này. Mèo xuất sinh này, hoàng thượng, lúc nào chỉ có hoàng thượng mới làm mấy pha đi vào lòng đất vậy thôi. Vậy bây giờ tôi quen chơi tay cầm rồi anh em à. Chơi tay cầm sướng luôn á, ghê luôn á. A là ở dưới chứ lộn. Nút A nút dưới. Đúng rồi. Nhảy qua hả? Nhảy qua được không? À không, đi qua hướng này, nhảy qua đây. Hướng này, đi qua đây. Chuẩn luôn. Game chill quá à. Game chill thật sự ấy. Ok. Nhìn lên đây. Vẫn trong thành phố chết nha. Vẫn chưa ra khỏi được cái thành phố chết này. Má thành phố đúng u ám luôn ấy. Y là cái gì? Vui quá à. Nói chung game tôi thấy nó nhẹ nhàng tình cảm phết. Đúng là tôi thích hợp chơi những game này anh em à. Chơi Call of Duty hay là mấy game hành động nó stress vãi. Lâu chơi mấy game này nhẹ nhàng phết. Rồi không chơi như game Scorn ấy, đủ mới chơi ám ảnh mẹ luôn. Kinh dị quá. À, nhảy lên đây. Sao vậy? Sao đi vô? À mình phải nhảy xuống. Này giờ thành tiệm giặt ủi rồi, này tiệm giặt ủi rồi. Ok. Nhảy lên đây à. Còn giờ là nhảy xuống thôi. Là sao? À. Bấm B để kêu tiếng mèo. À, nhảy đến đó, nhảy đến đây. Nhảy lên cái miếng bạc này, khoan. Không hiểu. Không hiểu. Chui được không? À rồi, đúng rồi, mình đẩy cái thùng này qua. Ô vui vậy. Ok. Ô game dễ thương vậy. À mình phải suy nghĩ về vật lý này nọ nữa. Trời, mình có thể di chuyển luôn mà. Ok, hay nhờ. Game thích miêu phết. Nhảy lên đây. Ê hey, friend, bình tĩnh nha, tôi chưa muốn chết đâu. Nhảy xuống. 10 điểm. Đi đâu tiếp đây, Đúng là game này không có thừa anh em à, nó không có tạo chi tiết thừa đâu, mọi thứ đều liên kết với nhau hay sao ấy. Nhảy lên đây. Nhảy này ngồi xuống đây, trời ơi. Gảnh háng quá. Game hay quá, đúng là đề cử game ốc địa duy của khác anh em à. Sự khác bọt. Nghe bảo Far Cry 6
không được đề cử, chích mẹ. Rồi. Nghe bảo Far Cry 6 không được đề cử Game of the Year nhưng mà vẫn ra cái bản Game of the Year. Ảo ma thật sự ấy. À khoan nha, khoan nha. Nói chung game nó cũng nhân từ phết, hồi nãy tôi đi vô cánh quạt mà không bị chém chết là may lắm rồi. Cái gì đi xuống đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhảy lên cái biển hiệu này. Nghe nó bình yên quá à. Mặc dù thế giới nó tối thối nhưng mà nhìn nó cũng không gì quá đáng sợ. Nó cũng không kiểu cái dây mình tạm cảm. Nói chung là nó âm u thiệt, nhìn là âm u thiệt nhưng mà không cảm giác mình âm u ấy. Không cảm giác khó chịu mệt mỏi khi mà nhìn ấy. Nhảy qua được không? Không hả? Hình như phải đá, đúng rồi, đá cái này, đá này qua. Muốn đá đó qua phải lên trên này. Đúng rồi, nhảy lên đây đã. Nhảy lên đây. Đúng rồi, tiếp. Đá qua. Nói chung tôi bắt đầu thích chơi tay cầm hơn rồi. Tôi còn không còn thích chơi bàn phím nữa rồi. Chơi thoải mái vãi. Ok. Nhảy qua. Xong rồi qua bên kia đúng không? Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đấy, đấy. Game hay quá. Game bình yên phết. Oh, game mình lên trên kia thấy không? Đây cái bảng mới chỉ thẳng lên trên kia ấy. Ước gì được đi lên dây ha. Không, chỉ có thể nhảy đến đây thôi. Đúng rồi. Nhảy qua đây. Đúng rồi, mượt 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 mượt. Mình có cần qua đây không? Qua đó chi, mình đi được đến đây mà. Thẳng lên luôn, đúng rồi, 10 điểm. 10 điểm cho bé mèo nha. Nhưng mà hình như không cho, không có chỗ đi nữa hả? Nếu đi đường này thì không có chỗ đi. Đúng rồi, nó không cho mình đi này. Nó đi kiểu này thì không có chỗ đi nha. Mà từ này mà tìm cách đi, tìm cách đi khác, tìm cách đi khác. Ủa, mình tưởng mỗi lần bấm 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 bấm. Ồ, nhảy lên đây được, nhảy lên đây được, nhảy lên đây được. Đó, lên đây, lên đây, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đụng nhảy sai vậy? Tụi mày ảo vậy? Khoan khoan, từ từ, xem lại coi. Khoan được, nó nhảy nhảy túi lên đây luôn. Lại 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 lại. À không, nhảy lên từng bước từng bước từng bước. Đúng rồi, 10 điểm. Ồ. Chưa qua đây được không? Mượt liền, mượt liền. Game bình yên quá. Kiểu nó vừa bình yên mà nó kiểu nó vừa thông minh thế nào ấy. Chưa qua đây được không? Cái gì vậy? Ủa mình mới làm cái gì mà dừng lại vậy? À mình gấp, mình ngậm cái phích cắm nó ra. Ok, hiểu hiểu hiểu. Nhà mới anh em ơi. Ok lưu rồi, tôi nghĩ là mình sẽ kết thúc tập game đây ha. Tôi nghĩ tôi cần đi tập gym anh em à, mẹ ngồi đây nhà chơi game hoài mập quá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi tập game con mèo này. Ok, nếu anh em nhảy, ví dụ mình nhảy lên được không? Không cho nhảy, không cho nhảy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi tập game này. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe. Cũng như hãy comment ở bên dưới những điều mà anh em muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.